Đây các bạn, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây các bạn. Đó, một cái chiếc xe điện mini. Về cái thương hiệu đồ này kia thì thôi chắc Nghĩa không có muốn show ra ở đây ha. Đó, tại vì cũng là cái hiệu dạng như là của Trung Quốc thôi. Đó, mà Trung Quốc thì nó rất là nhiều hiệu và cái mẫu xe thì nó sẽ làm na ná nhau giống vậy nè. Đó. Các bạn có thể nhìn sơ qua. Thì Nghĩa thấy cái xe này để phục vụ cho những cái mục đích giống như là đi chợ nè. Rồi đi đi học nè, mấy đứa nhỏ mà từ sao ta? Từ 16 tuổi hả? Từ đủ 16 tuổi tại chiếc xe này nó chạy cũng được 50 á, dưới bốn mấy cây km trên giờ á. Đó, mấy đứa mà mấy đứa nhỏ mà trên 16 tuổi á, nó cho tụi nó chạy cái xe này đi học cũng rất là dễ thương, rất là đã. Không có phải đi bộ hay là đi xe đạp rồi nắng nôi mệt ha. Đó, hoặc là mấy 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 anh có thể mua cho mấy chị vợ để mà đi chợ rồi á. Đó, nhìn kiểu dáng nè, nhìn nó mini nó dễ thương. Ở đằng sau còn có cái yên nhỏ giống như là để chở em bé vậy. Nghĩa qua đây, Nghĩa quay đi. À, nhìn cái xe ngon lành không? À, cho coi trên cái cụm ở trên đây nè. À, ở đây là zin nè, mấy cái này là gắn thêm các bạn, mấy cái này là độ thêm không à, hai cái đèn này nè. Hai cái đèn này với cái đèn trên đây nữa, độ thêm, cái này cũng độ thêm. Nó chỉ có mấy cái này là zin thôi, cái cụm bên đây, cái đồng hồ của nó đây nè các bạn. Nó như bật lên. À, các bạn thấy không? Nó hiện cái mức pin nè, rồi cái tốc độ của chúng ta chạy nè, rồi cái này là cái quãng đường. Đó, ba cái thông số vậy thôi. Cực kỳ đơn giản luôn, cái miếng siêu chưa lột nữa nè. À, đây độ thêm cái đồ gắn điện thoại nữa. Ở đằng trước là sử dụng thắng đĩa nha các bạn. Đó, phanh đĩa đàng hoàng nha. Ở đây có cái đồ gác chân, ở đây có thêm cái đồ gác chân nữa, rồi ở đây có cái cần đạp nữa, trời đất ơi. Chắc là để chở thêm mấy đứa nhỏ nữa, tại đây có cái yên nhỏ nữa nè. Yên này mình chạy nè, yên đây nè cho một bạn nhỏ ngồi đây nè, rồi yên sau này cho thêm một bạn nhỏ ngồi đây nữa. Ở đằng sau cũng có cái đồ gác chân nữa. Đó. Cái xe này thì không có sợ mà mấy đứa nít nó bị đút chân vô câm đâu. Tại vì cái bánh nó nằm tuốt dưới đây. Đó. Mà cái đồ gác chân nằm ở đây với lại cái yên nó nằm tuốt trên đây nữa đó, thành ra là hơn một gang tay lận, mà cái chân mấy đứa nhỏ đâu có dài dữ vậy. Đó, tới đây thôi, đây phuộc nè, hai bên hai phuộc nha các bạn. Đó, cái bánh nó nhỏ xíu à, đây Nghĩa để cái gang tay vô Nghĩa đo thử nè. Đó, cái bánh xe nó nhỏ xíu à, cái xe nó rất là nhỏ gọn luôn. Đây cái đồ sạc của nó, hình như là cắm cái lỗ đâu trong đây để sạc nè. Đây có một cái cốp để mà chúng ta để đồ, đựng đồ, đồ này đồ gì không biết của chị Nghĩa. Đó, thử ra đằng trước đi. Đây ở đằng trước có một cái đèn xenon đàng hoàng nha. Cái đèn này thì cũng cũng được thôi chứ cũng không phải là quá sáng đâu các bạn, nhưng mà cũng ý là nó cũng ok, nó vừa đủ để sử dụng. Đó, cũng có đèn led nha, đèn định vị rồi hai bên nha, định vị ban ngày rồi nha. Đó, mấy cái đèn hồi nãy Nghĩa nói độ thêm nè, đèn này độ thêm nè. Đèn này cũng độ thêm luôn. Thêm sáng để mình chạy. Đó, kính chiếu hậu, rổ đi chợ đồ đầy đủ. Đó. Nói chung sơ bộ cái xe này nó là vậy ha. Sạc thì sạc chắc 8 tới 10 tiếng đó các bạn. Còn cái quãng đường di chuyển được thì là từ 50 tới 70 km. Thì cái đó là mấy cái thông số từ nhà sản xuất thôi. Còn cái trải nghiệm thực tế á, thì chắc Nghĩa nghĩ nó sẽ không tới những cái con số đó đâu. Với lại còn phụ thuộc vô cái cách chạy của mình nữa, mình chạy như thế nào đó thì cho nó tiết kiệm thì nó mới được như vậy, chứ còn chạy kiểu mà lên giống như Nghĩa chạy dặn hết ga thì nó không được tới con số đó đâu. Đó, yên sau này nhìn dễ thương quá trời luôn á, mấy đứa nhỏ ngồi dễ thương lắm luôn á. Cái mức giá của cái chiếc xe này cái lúc chị Nghĩa mua là như là 10 triệu mấy trăm ngàn á, thì Nghĩa thấy đây là một cái mức giá cũng khá là hợp lý các bạn ha, khá là hợp lý cho một cái mẫu xe mini mà để chạy ở trong phố giống như cái chiếc xe này. Đó. Cũng khá là giọt nha các bạn, khá là giọt. Đây nè, mấy cái ngay cái chỗ chẳng ba này thấy có nhiều những cái để mà gặp lại á, là thụt xuống đó các bạn. Đây nè, cái này thụt xuống được nè. Đó, chắc cái xe này không biết có gấp lại được không nha. Nhìn để Nghĩa nhìn thử coi. Không, xe này được được luôn các bạn. Nó cũng có mấy cái chỗ nhìn nó gấp, chắc là gấp lại được luôn á, gấp lại để đi du lịch được luôn á. Rồi, ok quá trời luôn. À, sơ bộ nó là vậy ha. Ok.